Đây là cái số hủ tiếu đen đúng không cô? À, ủa vậy là món này là cô biết làm không hay chỉ ảnh làm thôi? Nó làm không nè. Ăn lâu vậy mà coi chỉ ảnh biết làm thôi. Ừ, thằng này cô không có trộn. Nó mới tự chế ra mà. Ồ, tôi mở cô làm bự bự ha. Có da luôn mà. Dạ. Rồi mình hầm từ từ, cô có khách lại cái nó mềm thì mình bán luôn, dạ. Biết không? Kêu mắc công rồi cái khách vừa ăn rồi vừa hay cắt nó mất thì giờ hết. Ủa nãy giờ thấy cô thả nhiều lắm mà nó đâu rồi ta? Nó chìm ở dưới rồi. Nó nguội á, nó lạnh á. Ăn cay được không? Dạ được. Xin chào quý vị khán giả, quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay là mùng thứ 11 và chúng ta sẽ đi khai trương ở quận Nhất. Bây giờ là gần 11 giờ trưa, đi ăn trưa luôn. Đây chúng ta sẽ từ dọc xe Phù Đổng, chúng ta quẹo vào đường Lê Thị Riêng. Nếu lấy là phố đi đường ở trên kia nó lẹ hơn, nhưng mà thôi đi từ đầu đường như vậy đi để quý vị khán giả dễ hình dung. Đây là đường mũi tàu Bùi Thị Xuân và Nguyễn Văn lên Lê Thị Riêng. Đây, các bạn hẻm 149. Đây. Đúng rồi. Dạ, PM Food Travel xin chào quý vị khán giả. Gia Phú và Mèo rất vui được gặp lại quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay là mùng 11 thì không biết là Tết mọi người quý vị khán giả ăn Tết như thế nào rồi. À, chứ Phú thì cũng bình ổn, không có bị mất mát nhiều quá. Gì? Bạn có làm sư phụ bạn buồn không? Không không, năm nay không có làm sư phụ buồn, sư phụ rất là hãnh diện và tự hào ha. À, không ăn nhiều lắm. À rồi, thì trở lại với vấn đề chính ngày hôm nay thì Phú sẽ chia sẻ một địa điểm. Phú đã từng quay bên quận 4 nhưng mà nay là đổi sang quận Nhất ở địa chỉ là hẻm 149 đường Lê Thị Riêng, quận Nhất. À, đây. Ủa, cô không có bán giờ này. Hồi sáng là cô bán, bây giờ cô dời vô trong nhà. Chúng ta sẽ đến với quán bún bò viên của má Dậu. 149 sẹt 20. À. Dạ đây, không gian quán thì ở trong sẽ kiểu đèn nó sẽ mơ mờ như vậy, nên nó không gian mát. Có khoảng 4 bàn, sẽ có một cái bàn ngồi ở ngoài nữa. Đó, rồi, thôi bây giờ mời quý vị khán giả vô trong, chúng ta chờ cô ra. Dạ đây, giới thiệu với quý khán giả, đây là cô Dậu. Những ai là khách hàng thân thiết của cô ở ngoài chợ Bến Thành thì chắc đã biết cô rồi. Lúc trước cô bán bên quận 4, bây giờ cô giờ vào quận Nhất nữa hả cô? Bên kia hồi đó là bán lên Tôn, hồi dạ. Xưa là bán nền tồn, bây giờ sau này ông Hải ông đuổi quá, dạ. Mới trả mặt bằng, không có bán nữa, mới nghỉ, dạ. Rồi nó mới qua nền tồn, quên quận tư, quận tư, dạ. Bây giờ bên quận tư là nghỉ, không trả luôn mặt trả bằng, trả luôn mặt bằng rồi, đúng chính xác, cao là giá lên cao, không có cao mà tại vì nó bị cái công viên Phúc á, dạ, nó không có khó khách khó thay luôn, đúng rồi, nó bị cái công viên Phúc, đó rồi không có thấy thôi. Thôi chậm quá thôi trả mặt bằng đi rồi, yeah. Mình về đây với sáng mình bán á, rồi bán ở bên kia thì có gì khách nó dòm bên đây mình nó thấy mình, yeah. Nó dễ, thấy không, còn bên kia thì khách chưa biết, yeah. Sáng là 6 giờ cô bán đó, đúng 6 giờ sáng thì bán bên nhà đó, yeah, đổ xe nước để bên đó đó, rồi bán tới hẳn 9 giờ rưỡi, yeah. Là mình dẹp,
À. Ừ. Và bên đây là bán từ 10 giờ rưỡi 10 giờ rưỡi 11 giờ cho tới tối luôn. Tới 8 giờ tối. Ồ, ngày nghỉ thì sao cô? Hả? Ngày nghỉ á? Ngày nghỉ là hai bên nghỉ hết. À, ý là cô nghỉ ngày nào? Nghỉ rằm. Rằm. Mùng 1 rằm. Mùng 1 rằm là nghỉ ha. Đúng chủ rồi. Nhật là vẫn bán luôn. Chính xác. À. Ủa cô giờ qua đây là được lâu chưa? 3 tháng. 3 tháng rồi. Rồi. Ừ, chăm cho nó nhiều phải không? À. À, vậy đi. Bà Duyên này là làm ở nhà mình làm hay sao cô? Đúng rồi, con cháu làm. Dạ. Để làm bò viên nhỏ không ha? Có làm bò viên bự không? À, bò viên bự có. Có luôn ha. Có. Này thường mỗi ngày là cô lấy mấy ký bò viên bán? Hả? 4-5 ký vậy đó. 4-5 ký. Bán hết thì mình lấy thêm. Biết không? Dạ. Rồi, ở đây sẽ có hủ tiếu, mì và bún. Mà hồi xưa chỉ bán bún thôi đúng không cô Dọc? Chính xác. Hồi xưa là bún. Bún với mì thôi, hủ tiếu này sau này. Là từ lúc nào? Lúc đó cô bao nhiêu tuổi mới bắt đầu bán? Trời ơi. Hủ tiếu. Tao bán trẻ lắm á. Đeo bao tay vừa mắt. Hả? Nè bao tay nè. Ồ đó. Mì. Có bảo tàng nó trường, nó chạy. Là mì, hủ tiếu. Này Duyên cân hát con gái. Khách ăn gì ạ? Viên gân. Viên gân đây. Quen rồi. Lẻ quen rồi. Con này là 45 đúng không cô? Đúng rồi, 45 ngàn tô. Ủa, cô múc vô luôn đi. Tao xài quen cái gánh này. Gánh thì thoải mái hơn. Rồi gì nữa con? Này đó. Giờ chúng ta mới tới cái tô truyền thống của quán nè, bún. Sáng bán nó bển á thì cái giá nó để trên mặt vô nó ngon. Dạ. Tại cái này á bỏ ở dưới thì nó không hấp dẫn bằng cái giá trên mặt. Rồi xong. Xong. Đây, thì cô dậu cũng lớn rồi cho nên là nó lâu cứ bán mệt thì cô nghĩ thì sẽ có anh ra thế. Bây giờ cô đang ngồi nghỉ mệt, đây là sáng cô bán buổi sáng rồi. Quý vị thấy đây thì có thể là sẽ thấy cô vào lúc tầm 11 giờ đến 1 2 giờ gì đó. Đó, trước mặt quý vị khán giả là món hủ tiếu đen. Tới đời của ảnh thì là ảnh đã có sáng tạo thêm cái món này. Hồi trước thì đời ông bà ngoại hả cô? Đúng. Là chỉ có bún thôi, với bò viên thôi. Bún với mì. À, tới đời cô là có thêm hủ tiếu rồi gân đúng không cô? Ừ. Bây giờ tới ảnh là có hơn số hủ tiếu đen. Đây là cái số hủ tiếu đen đúng không cô? Ủa vậy là món này là cô biết làm không? Hay chỉ ảnh làm thôi? Nó làm không nè. Tháng lâu vậy mà coi chỉ ảnh biết làm thôi. Ừ, thằng này cô không có trộn. Nó mới tự chế ra mà. À. Cái này nó tự chế. Đây là tép mỡ hả cô? Tép mỡ á. Wow. Ồ, tép mỡ của cô làm bự bự ha. Có da luôn mà. Dạ. À. Đây là hành phi. Thì cái lần trước con ở bên quận 4 á, đó thì quý vị khán giả một số người cũng đã xem rồi thì Phú sẽ trích dẫn lại một cái hình ảnh như là cô là sẽ sớm á, là sẽ làm sa tế, tức mỡ, rồi trụng mì đúng không con? Rồi đúng rồi, kỳ trước bên quận 4 Vĩnh Khánh á, đúng rồi. Dạ đó, thì kỳ này qua đây thì Phú chỉ quay đơn giản thôi, mình sẽ trích xuất là một số hình ảnh để cho quý vị khán giả coi cho nó gọn clip hơn. Đúng rồi. Nha. Gân nè, gân này là mình cắt sẵn hết ha. Cắt sẵn hết.
Rồi mình hầm từ từ, có khách lại cái nó mềm thì mình bán luôn, biết không? Kêu mắc công rồi cái gì, khách vừa ăn rồi vừa hay cắt nó mất thì giờ hết. Kỳ trước là con quay là chú trụng gân cái con bự, bây giờ là cắt sẵn hết. Cắt sẵn hết rồi. Đó giờ cắt sẵn nè. Còn coi cái nào mềm á thì mình vớt ra. Chưa, còn cứng mình thải vô lại tiếp. Còn cứng mình thải vô mình hầm tiếp. Đó, xong là mềm mình vớt hết. Đây là cô xài gân gì với gân gì cô? Gân cốt thôi. Gân cốt thôi. Nó là một cái dây của cái thịt bò đó. Dạ. Ở chỗ có một cái tên lạ lạ ha. Gân cốt nữa. Gân cốt là nó nguyên cái dây dài lắm. Dạ. Dài nè, cái lạng cái thịt nó lên. Còn miếng gân ở dưới. Như vậy gân cốt. Đây. Bỏ thêm bò viên vô nồi. Nóng. Dạ, nóng. Này cái nồi cũng nhỏ nhỏ ha con ha. Đây là cái nồi gốc rồi. Chiền qua nước. Cái này sang qua nước. Dạ. Đó nước lèo của nó đó. Là nước lèo là nấu là gân thôi đúng không con? À, con nhớ là như là chỉ luộc gân là hầm gân thôi. Đúng rồi. Rồi chấm thêm bò viên, Ủa nãy giờ thấy con thả nhiều lắm mà nó đâu rồi ta? Nó chìm ở dưới rồi. Nó nguội á, nó lạnh á. À, hồi nó mới lên. Nổi lên đó, nó nổi lên rồi đó. Nổi lên ngon không? Rồi bây giờ là Hoàng Thái Hậu là ngồi nghỉ ngơi tí xíu. Giờ là Phương sẽ gọi món, Phương sẽ gọi một cái món là hủ tiếu đen và một tô đặc biệt bình thường cho quý vị xem. Đó, hủ tiếu đen này phải ảnh làm. Rồi mời anh làm. Nói chung là có cái món này thì quý vị khán giả sẽ có cái sự lựa chọn hơn nữa. Thay vì chỉ đơn giản là bún bò viên không. Rất nhiều người sẽ nhiều khi đi ăn là thắc mắc là có hủ tiếu hay không, hoặc là có mì hay không. Mà hồi trước anh làm gì anh? Giờ về nói nghiệp. À đó làm đội quản lý trật tự đô thị quận 1. Dạ. À, về nói nghiệp món của về cô. Giờ ba nghỉ rồi, giờ về phải nói nghiệp cùng là má bán. Dạ giờ chú không có làm nữa luôn. Đúng rồi. Cái hủ tiếu đen này là chỉ có giá 60 thôi đúng không anh? Đúng rồi. Là sẽ có đầy đủ gân, bò viên với lại thịt tái nữa đúng không anh? Đúng rồi. Cơm gì nó hấp dẫn hơn, dạ. Biết không? Chúng ta xem tô bún truyền thống của cô. Có bỏ gì nữa? Ăn tái nữa hả? Dạ, tô đặc biệt đó cô. Bò viên, gân, tái. Cô nghe nói là trước là mình bán thời chiến luôn hả cô? Thời là chiến gì? Bán đời hồi trước á. Trời ơi, rồi tao có 13 tuổi, tao theo đi bán rồi. Dạ. 13 tuổi tới giờ á. Bán là cứ phải xách ghế chạy hả cô? Ừ, một cái ghế cao, một cái ghế nhỏ. Để cái ghế nhỏ để làm bàn á. Dạ. Lúc đó đánh hả cô? Đánh hay là bị đô thị? Đô thị nó đuổi chạy. Ăn cay được không? Dạ được. Được cho ăn cay. Đó.
sáng ăn bún, giờ ăn bún tiếp hay chú? À, hủ tiếu thôi. Ăn hủ tiếu không? À, cứ ăn hủ tiếu thôi. Sáng ăn, giờ ăn trưa luôn. Rồi, Gia Phú xin mời quý vị khán giả, quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bún bò viên cô dậu với thâm niên là hơn 60 năm. Rồi, cái này mình chia đôi cơn mơ nha bạn. Lát hồi bạn gọn thêm một tô bún nữa. Vậy chúng ta sẽ ăn được hai món. Đó, tô hủ tiếu đen nhìn hấp dẫn ha. Tấp mỡ quá trời. Đó. Miếng vào đây đó, thơm. Cái sốt thấm nó đều. Nãy giờ quý vị khán giả thấy thì để cũng trộn hủ đem ở đây, nhưng mà cái tự tí nó không có bị vón dính vô, ăn nó phải có độ dai, vẫn còn độ dai giòn. Tấp mỡ ra miếng da. Ủa, cái gia vị trộn trong cái hủ tiếu á, ăn với rừa nó có chút ngọt ngọt, mặn mặn. Nếu mà quý vị chưa ưng ý thì mình có trên bàn có chanh, có ớt, mình dắt thêm vô. Rồi, có mỡ giòn như bánh mì vậy á. Béo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua tô bún này. Mà khoan, quên. Cái tô bún này của Phú là có rau, có nhiều thứ rồi. Nhưng mà cái nước lèo nó hơi bị ấy. Bây giờ mình sẽ nếm cái nước lèo bên cái tô đồ gia vị này nè. Đó, nước lèo trong vắt luôn nha quý vị khán giả. Nước lèo nó ngọt, nước ngọt từ những cái gân đúng quý vị nha, rất là vừa phải. Rồi bây giờ trộn cái tô này lên nè. Đó, đây là nước lèo đã có nhiều đồ ăn. Cái nước lèo này khi nếm vô á thì nó sẽ, bây giờ nó sẽ ngọt mà nó có nhiều hương vị hơn, hương vị của rau thơm này nọ, rồi mùi tái này. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt, tức là ở quán quý vị cũng thấy thì cô vẫn bán theo kiểu truyền thống, tức là rau thì đôi khi cô sẽ trụng thẳng như là nước lèo luôn, và bún này nọ. Nhưng mà có một điều là cái hay của quán của cô là tuy là trụng vậy nhưng mà cái nước lèo nó lại không bị ảnh hưởng, nó không có bị chua, chua nước. Đó là cái điều mà lần trước Phú quay Phú có nói, vì nhiều quý vị khán giả thì kỹ tính thì sẽ không thích và cái việc đó, nhưng mà những ai ăn quen của cô thì sẽ biết là nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến cái nước lèo. Vì rau cô rửa rồi nè, lần trước Phú quay là có rau rửa nè, rồi mì cô cũng trụng nè, rồi rửa sạch cái rau rồi, thì nên trụng nó không ảnh hưởng gì hết đó. Ở đây có trứng nữa nha quý vị cũng vậy, Phú quên rồi trứng rồi. Rồi coi như hai tô nè, hai tô 60. Mà cái tô hủ tiếu đen này á, quý vị khán giả thích ăn kiểu nào thì mình nói. Nãy Phú kêu là lấy bò viên với gân. Đó, nên là bò viên với gân sẽ nhiều, lấy ba thứ thì sẽ có bớt lại một tí. Phút đều thấm bún rồi. Đây là cái chén cô tự làm, xin tấp mỡ rồi cái bỏ sa tế, bỏ tương ớt, tương đen vô. Đó, bây giờ quậy 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 quậy, chấm miếng thịt tái vô. Âm thanh chân thực. Súp mỡ giòn bánh mì luôn. Nhai còn cả, súp mỡ không có bị cứng. Răng mình nếu mình nhai cũng được đồ cứng mà. Bò viên. Đây, viên bò viên. Nhưng bò viên có độ dai. Rất đã, viên này đánh trên ít đường. Độ dai, độ tưng, rất là đã. Rồi, bây giờ chấm luôn đó. Mà độ dai vừa phải lắm, nên là cô chú lớn tuổi không có sợ là nó bị quá dai đâu. Có độ giòn, độ dai. Hai cân nè. À, vừa có thịt, vừa có gân. Dứt luôn bạn, chấm luôn đi bạn. Chấm luôn, ok. Rồi. Mà được có nạm á, có thịt á. Gân thì nó
không có kiểu phải giòn mà nó độ mềm, nó không có bị quá nhũng. Này đèo quán có bán nước mát thảo mộc nữa, tôi thấy hay hay chia sẻ luôn, 15.000 đó. Có khỉ tử nè, có táo tàu nè, có cái nấm lên cái gì quên rồi, ông trùng hạ thảo á mà dạng nấm với hạt chia nữa nè, 15.000 nè. Coi cái ở dưới đó. Quên lắc rồi, để lắc cho nó lên. Đó, đừng trái táo ra, mấy cái ăn phải đổ hết, nó sẽ có vị thuốc thảo mộc nha, uống nó ngọt thanh, không có bị ngọt gắt. Ôi tô mình hai viên màu viên, còn có 1 viên à, cho xin thêm miếng luôn hả? À, bị lẻ rồi đó, rồi còn 4 viên cho tròn. Cô dậu năm nay là 73 tuổi quý vị nhỉ? Bán từ năm 13 tuổi, đây là trên 60 năm đúng rồi. Còn nếu mà tính đúng luôn là gia truyền đó là phải chắc cũng cả 100 năm á, đúng không? Tại vì ba mẹ cô là lúc bán là thì chắc cũng tầm 40-30. Ok. Dạ rồi, xong clip bún bò chiên của cô dậu rồi quý vị khán giả ơi, quý vị khán giả cảm thấy như thế nào bình luận ở phía dưới nha. À, con cũng cảm ơn cô dậu đã cảm ơn con nhiều. Đã chịu khó đi ra đây, tại vì nãy quý vị khán giả biết không, lúc cô Phú đến thì cô hơi mệt, cô uống viên úp xa xê hả cô? Chính xác. Cô khỏe nên là cô chơi, quyết định là quay chia sẻ cho quý vị khán giả biết. Những ai là thực khách quen thuộc của cô dậu từ chợ Bến Thành mà hồi trước mà chuyển qua quận 4 mà vẫn chưa biết cô thì bây giờ là cô đã dời qua quận nhất rồi nha. Quý vị khán giả hãy đến đây để ủng hộ cô. Buổi sáng thì cô sẽ bán kế bên đây. Đó, tầm trưa thì cô vẫn còn bán, mệt thì cô sẽ nghỉ, thì anh trai con trai của cô sẽ bán phụ giúp cho cô nha quý vị khán giả. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn kế tiếp.